Bây giờ mình đánh full PK trước, heo bị dịch rồi thôi bỏ qua nhá. Bây giờ mình đánh full PK cho anh em xem này. Mẫu bay thì hôm nào mình làm thì các bạn cứ xem, chứ còn mình không nói trước cho các bạn chủ đề ngày mai là gì đâu. Các bạn cứ theo dõi là biết. Rồi bây giờ mình sẽ chơi full PK cho anh em xem nhá. PK của mình là PK cấp độ 18 nha. Các bạn có thể thấy là lửa đang phừng phừng kia rồi. Vâng, chiến đi anh. Một em này cứ vét những công trình phía ngoài này xem như thế nào đã. Rồi, vét đi. Thằng tướng đi bên này xem sao nào. Thì mình chưa muốn thả PK vội bởi vì cần phải cho nó mở cái đường máu cái đã. Có một cái đường máu để xuyên vào bên trong thì nó mới ăn được cơ. Vâng, những cái trận tính toán đôi khi lại oẳng này. Vâng, đánh vui vui tấu hài thì không sai, nhưng đánh tính tính lại oẳng này. Vâng, đánh tính tính đôi khi lại oẳng, như đánh bình thường thì thôi đấy, đánh vui tấu hài là không sao đấy. Chắc là vẫn ăn được một sao đấy. Chắc là vẫn cố gắng kiếm được một sao trong trận thi đấu này. Ủa, 2 sao rồi. Ôi, PK nổ cực kỳ ghê gớm luôn. Full nổ tường cho chất nữa. Chốc nữa đánh hết 30 phút, 30 phút tất cả các combo này thoải mái luôn. Và anh em nhớ bấm vào nút đăng ký chia sẻ kênh Arcady Gaming với nhá. Ô, vâng, được 72 rồi, 74% rồi đấy, đùa đâu. Nổ 75. 74% nổ 3 công trình chết lên 80 luôn. Bị dị không? Anh em nói dị không? Kinh dị luôn. Ô, thắng rồi. À, có một điểm đặc biệt nữa mình sẽ nói với các bạn, đấy chính là ở bên hội trường thợ xây này là mức cúp để reset mỗi mùa sau khi cập nhật nó sẽ là 5.000 chứ không còn là 4.000 nữa các bạn nhá. Rồi mình sẽ đánh lại full PK xem như thế nào. Các bạn lưu ý nhá, bình thường thì sẽ là 4.000 mỗi mùa là sẽ reset rank, nhưng mà bây giờ thì là Supercell đã đổi rồi, sau cập nhật thì nó sẽ là 5.000 giống như ở bên làng chính luôn. Mark Town 12, chào Akari. Mark Town 12, vâng chào bạn nhá. Úi dồi ôi, PK đang nổ là tuét tòa lè trong này rồi anh em ạ. Ồ, vào đi anh. Kiếm được bao nhiêu sao thì kiếm thôi. Vâng, thử bay cúp bên này xem như thế nào. Chém là rất ảo nha anh em nhá. Úi giời. Úi giời ơi. 100% là không nên đấy. Ôi, không thể đỡ được, không thể đỡ được. 100% thôi. Like rồi. Còn chần chờ gì nữa mà không like và thả tim anh em. Ê, đánh mũi. Ấy ơi, PK cũng ăn mật nhảy rồi kìa. Trời, 100% nhá. Ôi, anh em thả like thả tim đi nào. Ôi, trời luôn, tết là lè luôn. Vâng, các bạn thấy được sức mạnh của PK chưa? Vâng, bắt đầu bật rồi, bắt đầu bật công suất lại rồi. Vâng, mình sẽ đánh tiếp full PK nhá. Mình sẽ đánh tiếp full PK. Và các bạn để ý là cái tường của nhà này là cũng mạnh phết rồi này. Không phải đùa đâu. Không, hôm nay mình chắc là mình sẽ chơi những combo mạnh để mà thử bay cúp ở bên này xem thế nào. Nếu mà đánh full phù thủy chứ chắc đã ăn được cái nhà này đâu. Chưa, mình sẽ thử chơi PK trước. Mình sẽ đánh những quân mắc trước các bạn ạ. Rồi anh em chia sẻ đi để mình cố gắng mình bay bên này phát nào. Ôi, dự đoán kết quả có thắng không nào? Dự đoán kết quả có thắng không? Bùm, thắng rồi. Bên kia chỉ giành được 74% thôi. Mình sẽ đánh tiếp này. Rồi, chào tất cả các bạn đang xem trên kênh Arcady Gaming nhá. Và hãy bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh với các bạn nhé. Mình xem nào. Vâng, thôi cứ thả bừa đi thôi. Chứ còn mà cứ tính toán là một hồi nữa lại oẳng đấy. Vâng, cứ tính một chốc lại oẳng, lại không đánh được 3 sao. Thế mới dị.
100 balloon á. Ồ, các bạn có mưa không? Ở chỗ mình mưa rồi. Không, mình không còn ở Mel nữa bạn Chính Nguyễn ơi. Mình về Việt Nam từ năm 2017 rồi. Mình sang bên kia năm 2010 và về Việt Nam 2017 nhá. À 16 chứ. Ôi cố lên nào, cố lên nào PK ơi. Em ở đâu rồi? Ô ô, cỗ máy chiến đấu, cỗ máy chiến đấu gồng lên, đúng rồi. Ăn ăn cái thằng, ăn cái lò nướng kia đi. Rồi, 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 rồi. Cái máy bắn đại bác là rất đau anh em ạ. Máy bắn đại bác đang là rất đau. Ô! Vỗ tay, vỗ tay. Cố lên, cố lên. 90% rồi, 90% rồi. 90% rồi. Anh làm nghề gì vậy? Vâng, mình làm nghề ship bia với cả là chém gió ở trên kênh Akari Gaming. Vâng, các bạn ơi, hãy thả like, thả tim cho tình huống đánh full PK 100% này nữa. Vâng, trong buổi live ngày hôm nay mình đã tỏa sáng với combo là full heo dịch tay xanh với cả là full PK các bạn nhá. Rồi ơi. Tuyệt vời chưa? Quá hay luôn anh em nhá. Rồi 100%, 100%. Vâng, máy dập cả thiệp PK và cái kết. Rồi. Vâng, mình thấy thích cái combo full PK này rồi đấy. Đèn hơn than nữa. Rồi mình sẽ thử lại này. Rồi bây giờ trò chuyện với anh em nào. Bây giờ là chỉ đợi và gồng có máy chiến đấu thôi. Rồi anh, đúng rồi, cảm ơn bạn là Quang Gaming Hoàng rất nhiều. Anh em cố gắng bấm like, đăng ký, chia sẻ để sớm đạt 100k sắp nào. Cố lên, gần được 70 rồi. Ờ, chưa kịp gồng có máy chiến đấu. Đổ đi PK. Vâng, thả bừa lỡ ngớ cũng được hơn 70% rồi kìa anh em. Đừng đùa. Không, PK cấp độ 18 này mạnh phết. Chém là rất đau. Rồi vào đây, vào đây. Vâng, ba em chia ra làm ba hướng đi thì hợp lý hơn. Cẩn thận cái đấy, cẩn thận em ơi. Cẩn thận. Nổ. Ồ, không phá được tường. À vào rồi. Rồi, ăn được rồi, hay lắm PK. Vâng, đang rất là căng cò trong tình huống này anh em ạ. Tình huống này đang rất là căng cò. Anh em dự đoán kết quả thi đấu sẽ như thế nào đây? Kết quả sẽ như thế nào đây? 100% rồi. 100% tiếp rồi anh em ạ. Vâng, chúng ta đã lấy lại được phong độ rồi. Chúng ta đã lấy lại được phong độ trong trận đấu này rồi. Vâng, hai em PK ơi, anh hy vọng của anh, đặt hy vọng vào em đấy. Đừng có dính bẫy nha. Vâng, 129 like nhớ mắt cho 300 luôn. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình chắc khoảng like khoảng 10 phút nữa. 10 phút nữa các bạn ạ. Vâng, 100% rồi. Ơi, cảm ơn bạn Vivi Lỗ Vĩ rất nhiều nhá. Rồi, có thắng không đây? Có thắng không đây? Ôi giời ơi, hòa. Giời ơi, hòa các bạn ạ. Trận hòa đầu tiên trong buổi livestream ngày hôm nay. Không thể đỡ được. Không, trời ơi. Vâng, 30 Tết chưa, 30 chưa phải là Tết anh em ạ. Vâng, không thể lường trước được điều gì đâu. Chúng ta cùng theo dõi tiếp một trận đánh nữa nào. Vâng, đang rất là căng cò. Vâng, cứ nghĩ là ngon ăn rồi nhưng không. Cuộc đời nó không đơn giản như vậy đâu. Hãy tiếp cận đi đại quân ơi. Ba trăm anh em vào ủng hộ xem nào. Vâng các bạn ơi, PK cấp độ 18 nó cực kỳ khỏe luôn, nó khác bỏ rất nhiều so với cấp độ 17.
mấy trận trước các bạn thấy mình đánh full về PK hay là full về heo bay rồi nó cũng không được nhiều như vậy đâu. Nó khá bò lắm. Vâng, cô máy chiến đấu của mình oảng mất rồi. PK còn là đâu 5 em. Phải ăn được cái máy dập dập kia cơ. Ôi ôi, nổ hai em cùng một lúc rồi. Phí quá. Trời ơi, vẫn còn cái máy dập dập nữa. Hơi tiếc trong tình huống này. Một trăm phần trăm nữa sao? Không thể đỡ được. Hy vọng là không ăn quả bom nào nhá. PK anh xin mày đấy. PK anh xin mày đấy, đừng có ăn quả bom này nhá. Chú còn một hit nữa thôi làm chú hoảng đấy. 96% rồi. 96% rồi anh em ơi. Không thể đỡ được cái buổi livestream ngày hôm nay mà đánh full heo ấy cả là full PK hay như vậy. Bá thật chứ đùa đâu. Nó quá mạnh luôn. PK 18 siêu mạnh đấy anh em ạ. Dùng PK bay cúp lên 5.000 ở hợp lý ấy nhở. Vâng. Hay đấy. Đấy là một hành trình rất hay đấy các bạn ạ. Anh Akari làm gì mà liên quan đến buôn bán không? Vâng, nhà mình bán bia các bạn. Ship bia đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Ăn bom là xác định không? Trận này có lại hòa. What the hell? Cái gì vậy? Hòa thêm một trận nữa các bạn ạ. Và lần này thì, trong buổi video ngày hôm nay thì xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúc các bạn có những buổi livestream vui vẻ trên kênh Akari Gaming của mình. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới của mình. Và cũng đừng quên bấm vào nút like, đăng ký, chia sẻ kênh Akari Gaming để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video các bạn nhé. Và chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream và video ngày mai. Mình đi đây.